nhiên mới vô phòng nhân sự của mình đó sếp. Dạ em á, thiệt ra em mới vô công ty mình thôi, em mới ra trường. Hồi đó ba em ở ngoài Quế, mẹ em Đà Nẵng, sếp chị mà hai người gặp được nhau ra ngoài Hà Nội kết hôn, xong vô Sài Gòn ở, cái hả đẻ em ra đó. Em mới tốt nghiệp đại học xong vô công ty sếp làm nè, thiệt tình luôn á, may mắn cho em hết sức. Ủa sếp, em chưa kể chuyện tình yêu của em mà sếp. Sếp ơi, xin chào quý vị và các bạn thân mến. Mọi người thấy đó, đối với người Việt Nam thì việc chào hỏi rất quan trọng, lời chào cao hơn mâm cỗ. Lời chào không chỉ thể hiện văn hóa mà nó còn thể hiện tính cách của một con người. Vì thế, chúng ta cần hiểu thấu đáo một số cái quy tắc khi chào hỏi để tự tin hơn và mang lại ấn tượng trong lòng người khác. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu văn hóa chào hỏi là như thế nào nhé! Người Việt Nam dùng từ chào hỏi đi liền nhau vì thường sau lời chào là hỏi thăm. Hỏi thăm sức khỏe, công ăn việc làm, đang đi đâu, đang làm gì. Đó là một cách quan tâm tới người được chào, biểu lộ tình cảm và sự thân thiện. Chào hỏi thường dùng trong lối chào không nghi thức, dành cho người thân quen, người trong gia đình, trong dòng tộc, người cùng làng xã gặp nhau hàng ngày. Ví dụ, con chào cha có khỏe không ạ? Em chào thầy lên lớp ạ. Cháu chào bác dạo này còn đau lưng không? Đối với người thân quen, chúng ta có thể cười với nhau hoặc gật đầu chào là đủ. Tuy nhiên, nếu đã lâu không gặp, ta nên dành 5-3 phút để hỏi han về sức khỏe, về gia đình. Nếu là các mối quan hệ có tính chất trang trọng, ta nên dừng hẳn lại khi chào hỏi, tránh vừa đi vừa chào. Thứ đến, cách chào hỏi. Khi chào hỏi, chúng ta nên thực hành các quy tắc sau đây. Thế khi chào. Khi chào ai, ta nên đứng thẳng, mắt nhìn người đối diện, cúi đầu chào tỏ vẻ kính trọng. Vừa chào vừa mỉm cười, thể hiện sự thân thiện và quý mến. Khi được chào. Khi được ai chào, nếu mình là người trên hay nhiều tuổi hơn, thì nên lịch sự chào lại. Chào người khác bằng cách hất hàm là một thái độ khiếm nhã, dù họ là người nhỏ hơn hay là thuộc cấp của mình. Khi được chào, nếu đang bận tiếp chuyện với người khác, ta chỉ cần mỉm cười hoặc gật đầu là được. Sau khi chào. Sau khi chào ai rồi, nếu ta gặp họ lần đầu, thì chủ động giới thiệu bản thân. Hãy nói với họ bạn là ai, đang làm nghề gì. Thứ tự ưu tiên. Người dưới nên chào người trên trước. Người ít tuổi chào người nhiều tuổi trước. Kiểu chào không nên. Không đưa tay lên chào người lớn hơn mình. Nếu người ấy chủ động đưa tay chào khi thấy mình từ xa, thì ta chỉ nên mỉm cười và cúi đầu đáp lại. Nguồn gốc của việc bắt tay. Bắt tay là cử chỉ mới xuất hiện khi có nền văn minh.
Thoạt đầu nó được hiểu là trong tay bạn không có vũ khí khi gặp ai đó. Sau này nó thể hiện việc gặp gỡ lần đầu, bạn bè lâu ngày gặp nhau, chào tạm biệt, chúc mừng hoặc giải hòa. Bắt tay là một nghệ thuật giao tiếp. Cách bắt tay cho biết thái độ và tư cách của người đối diện. Nó còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tiếp xúc. Bà Helen Keller, một nhà văn người Mỹ, vừa bị điếc, vừa bị mù. Khi nói về cái bắt tay, bà có một câu nói nổi tiếng. Có những bàn tay khi tiếp xúc, tôi có cảm giác như khoảng cách giữa hai người xa nhau vạn dặm. Nhưng cũng có cái bắt tay tràn đầy ánh sáng, lưu lại cho tôi một cảm giác vô cùng ấm áp. Khi bắt tay, ta chỉ dùng tay phải, tư thế đứng thẳng, nhìn thiện cảm vào mắt người đó. Khi người khác đưa tay cho mình bắt, nếu đang ngồi, phải đứng dậy, rồi mới bắt tay họ. Cách bắt tay. Nên siết nhẹ tay họ và giữ lại vài giây, bày tỏ sự thân thiết. Không bắt tay quá lâu hay là lắc mạnh. Cũng không thả lỏng cầm hờ tay họ, tỏ vẻ lạnh nhạt. Trước khi buông tay, hãy nói rất hân hạnh được gặp anh hoặc chị. Người đưa tay ra trước. Người lớn tuổi hoặc có vai vế lớn hơn sẽ chủ động đưa tay ra trước. Người nhỏ hơn đáp lại bằng cả hai tay và hơi cúi đầu. Nếu là phụ nữ thì được đưa tay ra trước. Nếu là chủ nhà và khách chào nhau thì chủ nhà đưa tay ra trước. Thứ tự khi bắt tay. Khi bắt tay nhiều người, ta nên bắt tay người lớn trước, người nhỏ sau. Phụ nữ trước, nam giới sau. Người vợ trước, người chồng sau. Lịch sự khi bắt tay. Không đưa cả hai tay để bắt tay với hai người cùng một lúc. Không đứng ở chỗ cao hơn, mà phải bước xuống vị trí ngang bằng với người ấy, rồi mới bắt tay. Không ngậm thuốc lá trong miệng khi bắt tay. Không mang găng tay khi bắt tay, trừ ra phụ nữ mang găng tay mỏng. Khi bắt tay với người này, không đưa mắt nhìn người khác. Bắt tay khi đón khách. Khi chủ nhà bắt tay chào đón khách, không bắt tay nơi ngưỡng cửa ra vào. Có thể bước ra ngoài hoặc đợi cho khách bước hẳn vào nhà. Không bắt tay một người sát mặt một người khác. Bắt tay khi tiễn khách. Lúc tiễn khách ra về thì chờ khách đưa tay ra trước, chủ nhà mới được bắt tay, để tránh tạo ra cảm giác là chủ nhà nôn nóng muốn khách về sớm. Dạ, chào sếp. Em là Nhàn, nhân viên mới của phòng nhân sự. Chào em. Dạ. Rất hân hạnh được gặp sếp.